Nè, cô cứ làm theo lời tôi dặn. Tôi nhờ con Hường viết giùm cái lá thơ này đó. Chị Hai, có thiệt là con Thà nó đồng ý giao con cho chị không? Không lẽ cô nghĩ là tôi giết nó để cướp thằng nhỏ sao? Không, ý em không phải là vậy. Thôi, tôi về đó nghe. Nhớ làm theo lời tôi dặn hay chưa? Nhớ nha cô Tư. Dạ. Chị Hai à. Cái gì nữa đây? Cho em hỏi một câu nữa được không? Ừ. Rốt cuộc con Thà nó sẽ ra sao chị Hai? Con Thà nó nói với tôi á, có lẽ là nó đi xa, nó không bao giờ trở lại cái xứ này nữa. Rồi tôi về được chưa? Dạ. Chị Hai, chị cầm áo mưa về em thôi ướt. Ờ, cảm ơn cô nha. Thấy tình cảnh của má mày, tôi thương đứt ruột, nhưng tôi đâu biết làm sao bây giờ. Nín đi con.